lần đầu trải nghiệm cuộc sống của du học sinh sẽ như thế nào hello anh em đợt này qua châu âu không phải mình đi du lịch mà là tham gia một khóa đào tạo ngắn hạn khóa học này diễn ra tại thủ đô bruxelles của bỉ ngày đầu đi học nên là đóng luôn bộ blazer cho nó lịch sử bên này thì giờ học bắt đầu vào 9 giờ sáng nội dung học là về các loại đèn hiệu cũng như thiết bị điều khiển chúng ở trong sân bay tụi mình học ở nhà máy nên được thầy hướng dẫn rất kỹ học miệt mài tới 12 hai giờ rưỡi trưa thì thầy dẫn đi ăn mì cá à không mì ý cá ăn xong nghỉ ngơi chừng 15-20 phút là lại bắt đầu học 4 giờ chiều tan học anh em mình lại bắt tàu lên trung tâm thành phố tham quan một xíu cái mặt này nhìn quen lắm luôn, phải công nhận là các công trình kiến trúc của châu Âu đỉnh thật sự. Mình vừa đi vừa ngắm nhìn một cách ngơ ngác luôn. Vô tình lại gặp một đoàn khách du lịch người Việt thế là mình tấp vào nghe thuyết minh ké. 48, 35, các mát. Nhờ vậy mới biết tại sao cái tòa thị chính này lại xây bị lật Và cách đó không xa là một cái địa chỉ đỏ Là khách sạn có cái con thiên nga trắng ở trên này nè Đây là nơi lưu trú của các mát và Angen trong suốt 3 năm Cũng tại đây tác phẩm tuyên ngôn đảng Cộng sản được ra đời Còn đây là bánh quốc phổ, đặc sản của Bỉ nè Mà đã đến Bỉ thì nhất định phải thưởng thức đặc sản sinh tố lúa mạch Nhất nguyên cái cây này xong là trời đất quay cuồng Bắt tàu điện về nhà luôn Ngày đầu tiên cũng nhiều trải nghiệm thú vị đó chứ